xin chào tất cả các bạn. Tôi Minh Hiến, chào tất cả các bạn. Tôi Minh Cường, chào tất cả anh em. Tôi Văn Thật, xin chào tất cả anh em. Chào mừng các bạn trở lại với channel Duy Dường. Thì clip hôm nay bốn anh em tôi thực hiện, hôm nay anh em tôi sẽ chơi một cái trò chơi gọi là trò domino. Phải không? Domino hôm nay anh em tôi sẽ chơi trò domino bằng diêm. Hôm nay anh em tôi đã chuẩn bị khá nhiều diêm đây rồi. Đây, mang diêm nữa đây. Đấy, để. Đây còn túi nữa này. Ok, thì hôm nay anh em tôi đã chuẩn bị khá nhiều diêm đây, anh có thể nhìn thấy này. Đấy, diêm đây rất nhiều này, nó rơi vào tầm 4.000 que. Đấy, nói chung là nhiều lắm, đây này, không cầm được hết. Thì hôm nay anh em tôi sẽ chơi cái trò chơi là domino, xếp hình bằng diêm này, xếp cái que diêm này dọc lên này, chạy lên chữ Duy Thường Vlog. Thì anh em tôi sẽ thử xem là cái domino này chơi bằng que diêm này nó có hay không nhá, và nó có đẹp không nhá. Thì bây giờ anh em tôi sẽ xếp vào xem tí nữa xong là khi xếp xong ấy thì anh em tôi sẽ mang ra kia châm lửa và đốt xem cái màn cháy diêm bằng domino của anh em tôi xem có đẹp nhá. Anh em cùng chờ đoán cùng anh em tôi nhá. Ok, thì bây giờ anh em tôi sẽ xếp diêm vào đây. Nói chung là xếp này là khá mất thời gian đấy. Nói chung là khá mất thời gian đấy để anh em tôi làm được một cái domino gọi là chữ dọc vòng quanh, chạy vòng quanh cái này, chữ Duy Thường Vlog nữa. Ok, thì bây giờ anh em tôi xếp diêm vào.
Đấy mất tầm 3 đến 4 tiếng thì anh em tôi mới làm xong cái màn domino này, không biết là nó có lỗi chỗ nào không? Thật sự nếu mà lỗi một cái tí nào ở đâu ấy, thì là màn domino của anh em tôi sẽ bị lỗi và hỏng. Thật sự là làm cái này rất kỳ công và tỉ mỉ. Anh em có thời gian thì anh em sẽ làm theo cái dilomo này, anh nhầm. Domino sẽ làm theo cái màn Dolilo này. Domino. Domino. Đấy, nói chung là Domino. Đấy, kiểu như là uống Milo ấy. Thì bây giờ anh em tôi sẽ mang lửa ra và châm xem cho anh em xem cái màn cháy Domino này của anh em tôi thì xem nó có đẹp không nhá. Thì đây cũng là lần đầu tiên của anh em tôi nên là có cái lỗi gì thì anh em thông cảm nhá. Bây giờ anh em tôi phải rà soát lại một lần nữa xem cái màn domino này của anh em tôi có bị lỗi chỗ nào không thì anh em tôi phải sửa lại và cho anh em xem qua cái màn domino của anh em tôi trước khi đốt nhá. Đây là cái đoạn đầu nguồn để tí anh em chúng tôi châm nhá. Tôi sẽ đi lân theo cho các bạn xem cùng anh em tôi xem có lỗi chỗ nào không ạ. Đây là đoạn đầu nguồn này, lân theo đây. Đấy, đây là những cái đoạn trang trí là ra hình vòng xoáy này. Vòng xoáy này, đấy. Nói chung là phòng xoáy xong lại ra đây là cái nhà này. Ra đây hai cái nhà này. Hai cái nhà nhá, nhìn này. Ui giời, nói chung là rất tỉ mỉ. Xong là chạy ra đây này. Chạy ra đây này, xong đi theo các đường này này. Đường này này. Đây đây đây, lối ra đây này, lên trái tim này. Lên trái tim xong rồi bắt đầu lên chữ duy thường này, chữ duy này, chữ thường này. Còn chữ vlog là lối theo cái đường từ ngôi nhà lên rồi này. Đấy, nó có hai đường lên từ cái đường ngôi nhà này lên đến đây. Xong rồi lên cái chữ vlog luôn thì cho anh em xem tất cả khung. Đấy, ok, màn domino của anh em tôi là bắt đầu từ đây và vòng 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 lên đây. Đấy, anh em có thể nhìn thấy và lên ngôi nhà này. Ngôi nhà lên đây, lên đây, lên đây. Đấy, một đường thì đi ra chỗ trái tim này, lên trái tim này, một đường thì đi lên chữ vlog. Cuối cùng là chữ duy thường thì anh em có thể nhìn thấy chữ duy thường ấy là từ trái tim đi lên chữ duy thường bắt nguồn sang chữ duy thường, còn chữ vlog ấy thì là từ cái ngôi nhà đi lên rồi này. Đấy, bây giờ anh em tôi sẽ châm từ cái đầu này. Hy vọng là không bị lỗi chỗ nào để có thể là cháy hết toàn bộ cái chỗ này. Đấy. Bắt đầu châm nhá. Ok, thì bây giờ anh em tôi sẽ bắt đầu phải lửa. Đấy, ok, thì bây giờ anh em tôi đã tắt hết điện đi và châm cái màn diêm này xem nó sáng lên có đẹp không nhá. Thì bây giờ cậu thật cậu sẽ châm diêm. Bắt đầu. Đấy, cậu. Không biết là nó có cháy được hết không, nhưng cháy không xốp là nó bị lỗi hết. Tí để cho nó cháy ở trên. Đúng rồi, nó chạy nó vẫn chạy mà. Tí nó xoay thử cho. Xem cái máy đấy, nó quay, anh quay nó đúng đi. Ấn vào màn hình, chạm vào màn hình nhé. Nói chung là anh em tôi đang đốt ở trong nhà anh em ạ. Nên là không nghĩ là nó cháy xuống cái diêm này. À, nó không nghĩ là cháy xuống cái xốp này. Nên là thật sự là bị lỗi hết rồi. Lần đầu nên là thật sự là bị lỗi rồi. Thôi thì tôi cũng chả biết làm nào. Giờ cứ quay cho anh em xem tất cả lúc khi nó đang cháy hết thôi. Tắt 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 để em nói cái này phát ra. Anh em có thể nhìn thấy đây là cái dại của anh em chúng tôi này. Thật sự là cái xốp nó cháy đây, vỡ cả một tấm kính rồi này. Đấy, kính nửa vào vỡ kính rồi này. Và bây giờ là
chiến trường tàn trụi của anh em tôi, vừa phải dập nước, mang nước vào dập, nước ướt nhoét hết nhà này. Đấy, phải giờ phải dọn cái đống chiến trường này. Dã man này, nè, cháy này, túi bóng, túi bình này. Trời ơi. Đấy, kính thì bàn cháy này. Cháy này. Kính thì vỡ này. Ôi, thủng luôn bàn này. Thủng luôn bàn. Anh em này nhìn dưới không? Xuyên bên dưới luôn. Đấy, chung đây là Dolomi hay là Mi Dodo cái gì thế này. Nói chung là làm cái này thiệt hại quá nhiều, mà mất quá nhiều công. Trái cái dại nào mà cái dại này. Đấy, anh em nhìn này. Diệp thì cháy hết rồi, nhưng bàn thì lất toát hết rồi. Chắc là nhiều clip này nhiều anh em bảo là anh em tôi thật sự là định đốt nhà ra. Nhà thì toàn đồ dễ cháy đây này. Đây là xốp này. Xốp này, trên chống xốp này, trần chống xốp này, chống nóng này. Đấy, bên này thì cái bảng ngăn này bằng giấy này. Đấy, chân quay này. Nói chung là cái phòng quay anh em tôi thì thật sự là nó dễ cháy. Anh em nhìn này. Đấy, trên thì trần nhà cháy này mà vừa sợ quá. Dập mang nước và dập luôn. Còn bị bỏng tay nữa này anh em ơi, bỏng cái tay. Bỏng cái cả tay rồi này. Không, cái dại là bằng cái dại nào đấy. Cậu thật, cậu mới bảo là đốt ở trong nhà cho nó đẹp, ra ngoài trời nó sáng nó không đẹp, thế là đốt tí là cháy nhà. Nói chung là Dilomo à nhở? Domino hay là Sokio hay là Toto gì. Nói chung là cái màn làm video này của anh em tôi thật sự là thảm họa. Thảm họa chứ không phải thất bại. Thất bại thì nó là một đành, nhưng thảm họa tí nữa thì cháy cả nhà. Chạy đây là thằng đấy chạy không không? Ôi dồi ôi, lúc mà bảo hô cháy nhà. Ôi dồi, tim đập thình thình đấy. Bảo là nhìn lên nhà toàn trần là bằng xốp thôi. Thật sự là sợ. Đấy, qua clip này tôi cảm ơn tất cả anh em. Đấy, qua clip này thì mong anh em ủng hộ anh em tôi thật nhiều hơn nữa bằng cách đăng ký kênh này. Đăng ký kênh thật nhiều hơn nữa để anh em tôi làm ra những nhiều clip thật hay, thật ý nghĩa và đốt thật được nhiều nhà. Ok, thì qua clip này tôi cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ anh em chúng tôi trong thời gian qua. Anh em nào yêu quý anh em tôi thì nhớ cho anh em chúng tôi một like, share cho tất cả các bạn cùng xem. Và các bạn có ý tưởng mới lạ hơn thì comment dưới video để anh em tôi đốt nhà. À nhầm, để chúng tôi anh em tôi thực hiện. Còn bây giờ thì hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Tôi xin thường chào tất cả bạn. Tôi mình còn chào tất cả anh em. Vâng thật. Bye bye.